Sau hơn 35 năm đổi mới của đất nước, đội ngũ chuyên dân Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện. Trong giai đoạn hiện nay, ngày càng có nhiều chuyên dân quan tâm đến vấn đề xây dựng văn hóa kinh doanh. Đây là sự phát triển vượt bậc của chuyên dân Việt Nam mà cả xã hội trân trọng và ghi nhận. Phóng sự hướng đến 77 năm ngày Bác Hồ viết thư trọng phiên giới công thương Việt Nam và kỷ niệm 18 năm ngày chuyên dân Việt Nam, ngày truyền thống của giới doanh nhân cả nước. Năm 2021, thương hiệu DRC của Đà Nẵng vinh dự nhận danh hiệu top 20 thương hiệu vàng Việt Nam do Viện Kinh tế và Hóa cùng Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng bình chọn. Tự hào là thương hiệu quốc gia nhiều năm liền, DRC luôn sẵn sàng phương thức hội nhập và phát triển một cách thuyết phục nhất, tận dụng cơ hội và tự tạo cho mình nhiều cơ hội hấp dẫn. Liên tục tăng trưởng doanh thu, chinh phục hơn 45 thị trường nước ngoài. Có thể nói DRC là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu của thành phố Đà Nẵng, đủ sức để cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài. Trong năm 2023, thì DRC sẽ quyết tâm đầu tư mở rộng để đưa công suất tăng lên gần gấp rưỡi. Cụ thể là trong năm 2022 này, công ty đã khởi động đưa cái dự án 600.000 lốp Radian lên công suất 1 triệu lốp Radian trong một năm. Với cái dung lượng mà tăng trưởng như thế thì chắc chắn rằng cái việc xuất khẩu DC trong năm 2023 sẽ tăng trưởng mạnh hơn, cụ thể là khoảng gấp 1,5 lần so với lại cái hiện trạng đang có. Người dân Đà Nẵng đã biết đến chiếc khăn bông mang thương hiệu dệt may 29 tháng 3 cách đây gần 50 năm. Từ một tổ hợp sản xuất rồi trở thành một công ty quốc doanh và nay là công ty cổ phần, dệt may 29 tháng 3 vẫn trường tồn phát triển và vươn tầm quốc tế. Trải qua 5 tháng với bao thế hệ lãnh đạo, dệt may 29 tháng 3 luôn lấy mục đích dài hạn với tầm nhìn rất xa để phát triển doanh nghiệp theo xu hướng xanh và bền vững, phát triển dựa trên đạo đức, doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp. Coi đây là giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển thành công trong một thế giới thay đổi nhanh, nhiều rủi ro, bất ổn và khó dự báo. Là công ty chúng ta không lớn nhất nhưng quyết tâm phấn đấu trở thành một trong những đơn vị có uy tín nhất. Cái uy tín đầu tiên là uy tín với cộng đồng. Nói gì nói, doanh nghiệp ở trong lòng cộng đồng phải được cộng đồng thừa nhận. Vấn đề thứ hai là quan hệ với khách hàng, tức là uy tín với khách hàng. Bởi vì chúng ta nói là mất tài sản không mất gì cả, vì tài sản làm ra được. Mất danh dự thì dành vinh quang, danh dự có lại, nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Cho nên xây dựng niềm tin với khách hàng thì cái điều đó là một điều quan trọng. Cái uy tín thứ ba là uy tín trong nội tại công ty, tức là làm thế nào đó mà lãnh đạo hứa cái gì với người lao động phải đảm bảo, và người lao động hứa cái gì đối với công ty cũng phải đảm bảo trong cái thỏa ước lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyên dân doanh nghiệp làm ăn chân chính, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực vươn mình vượt qua khó khăn, thách thức để góp phần phát triển kinh tế đất nước, thì trong đội ngũ chuyên dân vẫn tồn tại một số ít nhận thức chưa đúng đắn, có những vụ việc vi phạm đạo đức, văn hóa truyền thống và cả quy định pháp luật, để rồi phải vướng vào lao lý, gây tổn thất kinh tế quốc gia, xâm hại quyền lợi hợp pháp của khách hàng và tổn thương người lao động. Và hơn hết, họ đã làm hoang ố hình ảnh doanh nhân. Đây cũng là căn nguyên để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng và cho ra mắt Bộ Quy tắc Đạo đức Doanh nhân Việt Nam vào tháng 5 năm 2022, nhằm phát huy những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam, những điểm mạnh của doanh nhân Việt Nam, đồng thời khắc phục những hạn chế của giới doanh nhân. Quy tắc đạo đức này khi được ban hành cũng sẽ giúp hạn chế bớt những cái hiện tượng vi phạm pháp luật của trong giới doanh nhân Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển giới doanh nhân Việt Nam theo cái hướng vững mạnh, tuân thủ pháp luật, cống hiến ra và tạo ra những giá trị cống hiến cho xã hội. Đấy là những cái yêu cầu cơ bản. Trong cái nền kinh tế thị trường, cái sự khốc liệt, nếu chúng ta đi chệch hướng một tí thì doanh nhân trở thành ranh nhân, mà doanh nghiệp trở thành ranh nghiệp. Đây là một cái ranh giới rất là mỏng manh, có nghĩa làm gì đó làm cũng phải tuân thủ pháp luật, bởi vì pháp luật là một cái hướng cho người ta đi đúng đắn, và chính đi tuân thủ được như thế mà ai được tồn tại trong cái thời gian vừa rồi. Tôi không nói về mình, cũng không nói về 29 tháng 3, bởi vì có nhiều nơi làm tốt hơn 29 tháng 3, nhưng mà nói rằng đất nước cũng đang cần cái sự phát triển bền vững, tức là cần nhiều doanh nghiệp làm tốt. Có thể nói chính sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang đào thải dần những doanh nghiệp kinh doanh phản văn hóa, phi đạo đức, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính có trách nhiệm phát triển ngày càng lớn mạnh. Qua đó cũng khẳng định đạo đức doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp chính là trụ đỡ
là điểm tựa giúp doanh nghiệp đứng vững, phát triển trước những biến cố chấn động bất ngờ. Các cú sốc của thị trường, của đại dịch COVID-19 và cả những tác động sâu sắc của làn sóng toàn cầu hóa, cơn bão chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển trên toàn cầu.